cũng tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố vừa có thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cập nhật đến ngày 19 tháng 11. Trong số 30 quận huyện thị xã của Hà Nội thì có 4 quận huyện ở cấp độ 1, còn lại cấp độ 2. Số xã phường cấp độ 1 tăng lên nhiều và không còn nơi nào thuộc cấp độ 4. Theo đó, hiện nay thành phố Hà Nội ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra thì bốn quận huyện ở cấp độ 1 bao gồm có Hoàn Kiếm, Ba Vì, Đan Phượng và Ứng Hòa. 26 quận huyện thị xã ở cấp độ 2, 477 xã phường ở cấp độ 1, tăng 196 xã phường so với công bố vào ngày 12 tháng 11 và 99 xã phường ở cấp độ 2, giảm 194 xã phường theo ghi nhận nhiều các bệnh trong cộng đồng đó là phường Phú Đô quận Nam Từ Liêm, xã Phù Động và xã Yên Thường huyện Gia Lâm. Như vậy theo đánh giá cấp độ dịch, ba xã phường này đang ở cấp độ 3 và hiện nay thì không có địa bàn nào thuộc cấp độ 4.